Dạ vâng, em Sức Khỏe đang lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích luồng mật trên toàn cả nước. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về những cái vật tư trong nghề luồng mật. Thì đi chi tiết về từng cái vật tư để cho các bác cùng tham khảo. Thì đối với các bác làm thợ luồng ở khu vực miền Bắc thì cũng biết đấy, chuẩn bị vào đến cái vụ khai thác mật vải thiều rồi. Thì đây là những cái vật tư mà không thể thiếu được. Đấy, ví dụ như là cái thùng nuôi ong này, cũng như là cái thùng kế để các bác khai thác mật ở trên tầng trên. Thì giới thiệu chi tiết tới các bác từ về cái thùng nuôi ong để cho các bác cùng làm bắt được này. Về đầu tiên là cái nguyên liệu gỗ thì bên cơ sở nhà em là được làm bằng gỗ gạo 100%. Đấy, gỗ gạo thì ưu điểm của nó thì cái thứ nhất nó là cái gỗ tạp, con ong nó rất là thích ở. Và cái thứ hai nữa là giá cả lúc nào nó cũng rất là rẻ so với những cái nguyên liệu thùng ong được làm bằng gỗ khác. Về gỗ gạo này thì ngoài cái sức chịu đựng bền bỉ ở cái thời gian các bác sử dụng, cái thứ hai nữa là nó sẽ không bị mối mọt khi đã được xử lý ngâm. Còn về kích thước tiêu chuẩn của thùng nuôi ong dành cho ong lội thì các bác cũng biết qua rồi, thì em cũng xin giới thiệu qua sơ qua thôi. Với cái chiều dài của nó thì nó là 42,5, để khi các bác để cầu 42 vào thì nó sẽ thừa cho các bác là 5 ly để các bác dịch chuyển nó dễ. Đấy, ví dụ cầu các bác dịch chuyển rất là dễ. Và cái thứ hai nữa là chiều cao của nó thì tính từ dưới đáy, đấy cái phần mình sử dụng được, lên trên đỉnh nó là 27 cm. Thì khi các bác để cầu 42-21 vào thì nó sẽ thừa cho các bác là 6 phân ở bên dưới. Để khi các bác đến cái mùa cho ong ăn, ví dụ hiện tại, thời điểm hiện tại này, các bác cho ong ăn thì nó sẽ không bị kích cái cầu. Để kích cái cầu khi các bác sử dụng cho ăn thì nó hợp lý. Chiều cao nó là 27, còn chiều rộng của nó là 26 nha các bác nhé. Còn về gỗ thì tất cả các mặt ván đây các bác nhìn ở trên màn hình nó đều là ván liền 100%. Đấy, từ cái phần lắp này đấy cho tới phần thành đều là liền. Còn thùng thì làm quy chuẩn rồi. Đối với các bác nào mà đã đặt hàng bên cơ sở em ấy mà xem được cái video này thì các bác có thể là vào bình luận để cho các bác nào mà mới xem được thì xem về cái chất lượng cũng như ưu điểm của cái thùng ong bên cơ sở em làm tiêu chuẩn như thế nào. Còn đối với cái thùng kế đây thì các bác tham khảo đối với cái kích thước lên kế thì đợt này thì được rất nhiều bác là cũng có sử dụng để phổ biến cũng như trải nghiệm cách lên kế để khai thác mật tầng trên, ví dụ như ong ngoại, ong ý. Đấy thì về bên cơ sở là có đóng cho các bác là về thùng kế này, thùng kế nó chỉ có vài chục nghìn đồng trên một thùng thôi. Đấy, với cái chiều cao của nó là 18 này, chiều rộng thì nó cũng tương đồng, ví dụ như là cái thùng nuôi ong này, đấy chiều dài rộng tương đồng nó cũng là 42,5, chiều cao là 18, còn chiều rộng là 26 nha các bác nhé. Đấy, lưới chắn chúa để lên kế này, đấy cầu kế thì nó đáp ứng là ví dụ khi các bác để cái mặt lưới này lên bên trên này. Các bác để cái mặt lưới lên bên trên cái thùng này. Đấy, các bác lên cái thùng kế như thế này. Đó, chẳng hạn như thế này. Thì cái cầu kế này nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn là nó chỉ ở bên cái phần bên trên của cái thùng này thôi. Đấy, khi các bác hàn chân tầng, các bác lao cầu vào thì con ong lên nó xây và nó đắp mật lên bên trên này. Đấy, bởi vì cái lưới chắn chúa này thì con ong chúa nó không lên được thì các bác khai thác mật tầng trên thì nó sẽ hợp lý. Đây cũng là cái trải nghiệm đấy, của các bác là sử dụng từ những cái năm trước. Đấy, nhiều bác lên kế là cũng thành công. Đấy, thành công thì nói chung là khu vực nguồn của các bác nó phải nhiều. Cái thứ nhất là hoa vải thiều nhiều này. Đấy, cái thứ hai là mật keo. Đấy, mật keo mật lá ra ấy, thì nhiều bác đã trải nghiệm thành công bởi vì cái cách thức lên kế như thế này. Đấy, một video thì xin giới thiệu tới các bác là về những cái vật tư không thể thiếu được trong nghề nuôi ong. Đối với các bác nào mà có nhu cầu mua về những cái vật tư này thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề. Đấy, các bác điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Còn một video thì xin giới thiệu tới các bác đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.